Thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2024 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2024. Sáng ngày 19 tháng 8, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện khai mạc giải cờ tướng. Tham gia giải có 31 kỳ thủ là công nhân, viên chức, nhân dân đến từ 14 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Ngay sau lễ khai mạc, các kỳ thủ bốc thăm chọn đối thủ, đấu theo hiệp, mỗi hiệp là 45 phút. Kỳ thủ thắng liên tiếp 2 hiệp, tiếp tục vào vòng trong. Giải đã cống hiến cho khán giả những ván cờ hay, hồi hộp với nhiều nước cờ hấp dẫn. Giải cờ tướng diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm 2024 nhằm tạo điều kiện cho các kỳ thủ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ, rèn luyện khả năng, tập trung tư duy, đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 trên địa bàn huyện.